Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bên Quý Thành. Hôm nay bọn mình sẽ chơi gì đây? Hôm nay tụi mình sẽ trở thành Sơ Kim đi toilet và chơi vượt qua những thử thách siêu khó. Không, em không trở thành Sơ Kim đi toilet đâu. Không, các bạn đưa ra thử thách như thế này em phải thực hiện chứ. Chúng ta phải trở thành những con Sơ Kim đi đầu lũ ra từ bồn cầu không hề ngầu. Và những thử thách siêu khó để chúng ta vượt qua. Các bạn bảo anh và chị mà vượt qua được thì em ấn like và đăng ký kênh luôn. Thế thì được, em lại vượt qua luôn. Rồi, và mình cũng solo với ốc luôn. Xem ai vượt qua được thử thách nhanh nhất nha các bạn. Rồi ốc bây giờ sang máy của ốc đi. Các bạn hãy nhớ like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Và các bạn hãy nhớ like thật nhiều để ủng hộ ốc. Nếu mà like thì là ủng hộ của ốc, còn nếu mà comment thì là ủng hộ Bên Quý Thành nha. Bấm đăng ký kênh ủng hộ Bên Quý Thành nha. Ây, và bình luận ở dưới là Bên Quý Thành chơi quá hay. Rồi, sao máy của em ốc đi. Chơi hay hơn. Sao máy của em đi chơi rồi mới biết ai chơi hay. Skibidi dom 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 dom. Skibidi Bên Quý Thành hot boy. Còn Skibidi ốc là đứa ngốc. Đứa ngốc để xem ai mới là người chiến thắng. Ôi giời ốc ơi, đầu mình lú ra từ cái bồn cầu trông chả ngầu gì cả. Trông rất là buồn rầu luôn. Trông anh nhìn cực ngu, còn nhìn em đeo kính trông rất ngầu. Bạn có thấy thế không? Đeo kính trông ngầu, đúng là ngầu như cái bồn cầu này các bạn ạ. Mình đeo kính nó phải khác. Rồi, bây giờ ở đây là chúng ta sẽ vượt qua những thử thách. Này, nhảy obby ở đây, xem ai là có thể sang được đích nhanh nhất. Nhảy luôn. Ốc phải nhảy á, nhìn anh đi bộ qua đây này các bạn này. Đấy, gì phải nhảy đâu. Đấy, đơn giản đâu ơi. Rơi nhảy. Bạn kia rơi xuống dưới đường, vỡ cả bồn cầu ốc ạ. Ôi giời ơi, thế thì bạn đấy quá gà luôn, gà hơn cả ốc luôn. Ôi giời ơi. Ôi, anh rơi rồi. Đồ ăn hại. Không được, anh sẽ chạy bộ qua chỗ ốc. Đấy, tuyệt chiêu chạy bộ. Tuyệt chiêu kiểu gì hay vậy? Thấy không, thấy không, thấy không? Ôi anh ơi, TV Man chạy đi. Đằng xa xa có một con TV Man siêu to khổng lồ luôn các bạn. Và bên dưới này có gì đấy? Bên dưới này là thành phố. Thành phố à, thành phố đến từ tương lai. Ô, TV Man bồn cầu kìa. TV Man bồn cầu đâu? Kìa bên trái kìa, TV Man nhô ra từ bồn cầu kìa. Ôi, nhìn cái đầu anh vươn ra đúng ngốc luôn. Thôi kệ đi, anh không nhìn thấy. Nhưng bây giờ anh sẽ đuổi theo ốc các bạn ạ. Ốc nhân cơ hội anh đang nhìn map, ốc chạy trước nhưng mà ốc làm sao chạy nhanh bằng anh. Anh đi sau ốc luôn rồi, anh vượt qua ốc. Anh đi tiến lên. Anh sẽ thua thôi vì anh rất là chủ quan. Anh không phải là chủ quan, anh là chủ động. Ok chưa? Tưng tưng. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Gì đấy? Ừ, con gì? Con gì ấy? Con đầu gì? Đầu. Gà. Hả? Cái này mà nó nổ một phát thì nó toang. À, con Ski BD TV kia, đằng xa xa kia. Ờ, nhìn thế không thấy. Ngáo thật. À, rơi rồi, em rơi rồi. Ôi giời ơi, quá cay luôn. Ốc kiểu gì rơi phát nữa các bạn nhìn nhá. Rơi như đứa dở. Không bao giờ rơi. Gì đấy? Đừng bao giờ khinh thường người khác. Anh quá. Ờ, chỗ này nó hơi khó vì nó hơi hẫng nha. Nếu mà đi kiểu mà nhiều quá là không được đâu. Có gì đâu mà khó. Ơ, có gì đâu mà khó. Bê Quý Thành làm sao mà chơi obby giỏi bao ai ơi, giỏi ơi. Cái sớm ăn gì. Cực kỳ cay luôn nhá. Cái sớm ăn thua các bạn ạ. Skibidi Quý Thành đã vượt qua được những thử thách này. Ốc rơi. Rơi. Ốc rơi đi. Không, ốc không rơi. Rơi như đứa dở hơi đi ốc ơi. Ui, mày quá. Mày nha. Cái này là cầu thang đi bộ lên được. Ôi ôi, đi này quay cuồng trong mơ hồ. Ui, lên cao ấy. Ôi. Lên cao em chóng mặt lắm Bê Quý Thành ạ. Okay. Trên này không khí nó loãng không? Không sao ơi, với trình độ cao của anh nhảy một phát qua đích luôn. Chu chu. Mày không rơi các bạn ơi. Tèn tèn tèn. Ốc đúng là hit khói của anh Bê Quý Thành luôn. Kì đấy, ốc đi đây là sao mà vượt qua được Bê Quý Thành. Nói cho nha. Ốc là người cẩn thận. Nhìn anh cũng cẩn thận mà, nhưng mà anh chơi trình độ cao, anh vẫn qua được hết. Sa. Đi chết các bạn. Rơi, bồn cầu rơi xuống vỡ luôn. Không rơi. Kì đấy. Không bao giờ rơi. Ai ui nhỉ, sao map này nó dài thế? Ờ, thử thách phải có nhiều chứ. Thử thách có vài cái thì nói làm gì. Thử thách không bao giờ là thử thách. Đi mãi về tới kia thế này, các bạn biết ai là người chiến thắng rồi nhá. Nhớ bấm đăng ký kênh nhá. Các bạn nhớ bấm like để ủng hộ mình. Quan trọng là ủng hộ ai.
Thế thì bấm like và đăng ký kênh luôn. Sợi. Làm sao mà cái laser làm khó được anh Bí Quý Thành. Bánh xe laser. Ôi, nấp sang lên thiên đường Bí Quý Thành ạ. Thiên đường à? Ờ, lên cao lắm. Em xuống địa ngục, cứ một quái vật đường cầu để được lên thiên đường. Ơi, anh nói thế đây, lên thiên đường rồi, đây. Ui dồi ôi. Thiên đường. Ôi, chữ U, chữ U. Chữ U à? Ừ, chữ U. U thì kệ chữ U. À. Nào. Đây, nhảy qua luôn. Skibidi. Ôi. Chữ U, ai rơi xuống là đứa ngu. Ôi, Bí Quý Thành ơi, nhìn em này. Quá đỉnh luôn. Kiểu như là cái bồn cầu nó giữ mình lại được á. Nó mắc. Ờ, nó mắc cái chỗ nước, độ chứa nước xả đấy. Ôi giời ơi, anh sắp vượt qua thử thách chữ U rồi. Mình chơi giỏi mà các bạn ơi. Sì. Mình là chú ngựa ô. Chữ ngựa ô chơi quá gà. Bí Quý Thành đến đấy rồi à? Ờ. Chờ em nhá. 2000 years later. Bạn đang chat thì sao? Thì ba chấm trên đầu. Chị ốc cu te đúng rồi. Chị đây em ơi. Em cũng cu te nhưng em nhảy giỏi hơn chị. Chị đi như con rùa. Đến rồi. Chào Hương cu te. Đấy, bạn ấy nhảy như thế kia cơ mà. Đấy, chấp ốc đi trước luôn các bạn. Nhìn này. Ui giời ơi. Rồi, đi thăng bằng. Ui, bây giờ có 3 người đi ở đây nó rất là khó nhìn. À, tí thì bị cắt đôi bồn cầu luôn. Đi qua. Ôi, Hương cu te rơi luôn xuống dưới đáy xã hội rồi. Hương cu te rồi à? Dụng rồi, Hương cu te sao trông như con trai này. À, lừa. Thế thì mình lại biết là mình đi màu này. Ốc chơi bẩn, ốc không đi, ốc đợi người khác đi qua rồi ốc mới đi vào. Kệ. Đi nào. Đi các bạn đi đi. Ôi trời ơi, đây. Thế thì mình đi bên này. Nó lại quá dễ luôn. Rồi, bây giờ bồn cầu sẽ leo lên cao nha các bạn. Đấy, các bạn đang thấy sợ kim đi leo. Leo cột. Ui trời ơi. Nhảy đáng mượt. Đáng mượt. Được. Quá gà. Skibidi Thành à, vượt qua tất cả mọi thử thách trở thành vua trò chơi. Vua trò chơi cái gì? À, ông người sướng ghê. Cảy thế nhỉ? Ông cu te thua Hương cu te. Ô quê. Các bạn đợi mình. Em Hương cu te đợi chị với. Em Hương cu te cho ông hít khói luôn. Rồi. Ok. Đi đây, cầu thang à? Cái này mà còn rơi nữa thì chúng tôi chịu. Ủa, cầu thang nó biến mất kìa. Đúng rồi, nó biến mất đấy. Cái này dễ này. À, tivi nó zigzag. À, ý anh tỉnh lắm, không như ốc đâu. Ốc lại rơi rồi. À, ui tí thì rơi. Vượt qua thử thách siêu nhanh. Có thế thôi, nhảy cũng nhảy lòm tòm không qua được. Khi nhảy chéo chéo ra thì nó có khoảng cách. Yeah, quá giỏi. Đi vào bức tường này là hy sinh này. Đi vào bức tường đen là hy sinh à? Không, bức tường nó sẽ có một bức tường đi được. Tường nào đây? Tường xanh đi. Trôi. Tường nào? Tí thì rơi xuống. Tường nào? Đúng rồi. Đấy, sao? Hương đâu? Hương chắc hy sinh rồi đi lại. Ông ơi, toàn đợi anh đi, ông mới đi thôi. Ai bảo em nhìn bức tường, em biết cái bức tường nào đi được luôn. Rồi, xem em nhảy qua thế này kiểu gì. Em cứ cái thì em thua bây giờ mà. Chết mình thua là sao đi. Chấp ông đi trước luôn. Alo, hai bạn ơi, nhanh lên. Hai bạn ơi, cái gì? Ui, tí thì bị cắt trụng mông luôn. Ốc gặp mấy cái này là ốc cuống ngay. Mấy cái cầu thang này nó biến mất. Không rơi, anh nhảy và phát tí thọt chân xuống nhưng anh không rơi. Bye. Ôi, anh rơi lại rồi. Rơi. Bạn Hương đâu
đâu rồi? Hương vẫn đang ở đằng sau. Cái này dễ quá à? Cái này cứ đi thẳng như này, nhảy 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 là qua luôn. Nhảy thẳng luôn sang, xong đi thẳng cứ thế nhảy thôi là qua rồi. Đi rắc rắc làm gì cho nó mất thời gian nhỉ? Đi rắc rắc vì hốt. Anh chạy thẳng một phát là được luôn. Nhảy lên cầu thang biến mất đấy, cầu thang biến mất đấy. Ai? Sợ, sợ. Ôi, chóng mặt quá các bạn ơi. Em quay cuồng, chóng mơ. Dê, chúng ta lại là bộ ba. Ai là bộ ba với em luôn hả? Anh không làm bộ ba với em đâu. Thế anh làm bộ đôi với Hương à? Không. Thế anh làm cái gì? Chuẩn bị trượt này, em trượt trước đi. Ôi ôi, ôi trời ơi, ôi trượt cái gì các bạn? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đi sang bên này, đi sang bên này. Sang bên đấy à? Anh đi ngược cái cầu sao nhỉ? Ngáo rồi. Ai ôi. Cái này dễ các bạn. Rất ghê luôn nhá. Nhìn dưới thành phố thì các bạn kìa. Rơi xuống phát là rơi vào mồm tivi đó. Ê nó trượt bên Thành ạ. À? Đúng rồi nó trượt mà. Ê ốc rơi tự rơi. Em phanh được mà sao em không phanh? Đây em đến đây. Nào đi trước đi. Đi trước ấy. Nào. Em đi trước. À, anh đi sai rồi, rơi vào mồm TV Man rồi. Đây đây, đường này mọi người ơi. Anh nghĩ là đường màu này à. Không, là đường màu xanh lá. Này, ốc nhìn thấy ốc biết nha, đừng đùa với ốc. Ốc hack game mà sao? Không, ốc cảm nhận được các bạn ạ. Ốc ở đây là giác quan thứ 6. Anh cứ không làm bộ ba với em đi, anh sẽ bị thua suốt cái đoạn, những cái đoạn cần giác quan thứ 6. Anh đi, anh kể cả chấp em chơi qua, anh đuổi một lúc rồi đuổi theo em, đúng không? Tí rồi các bạn ạ. Nó lừa mình cầu thang đi lên nó tụt xuống luôn ạ. Cầu thang biến mất đấy. Cực ghê luôn. Rơi gà. Cái đấy em chờ anh thôi. Chờ gì nhảy đập mồm với cái giống chỗ mà chờ. Lý do lý chấu. Ừa. Ơ sao nó lại rỗng một chỗ ấy nhỉ? À cái này biến mất. Ê rất là ghê luôn nha. Yeah! Vua trò chơi không bao giờ bị rơi. Ghê. Đến rồi. Nhảy đi. Ốc rơi này, các bạn nhìn xem ốc rơi này. Rơi này. Úi giời, tí dụng. Ui ốc nhảy rất chậm, quá chậm. Ui ôi, chết hay vậy. Chết luôn. Chỗ này cũng hơi. À đây rồi, anh có cách rồi. À nhảy ở rìa này ok hơn các bạn ạ. Mình nhảy một phát tới đích luôn này. Sợ. Nhảy giỏi thì cũng đi sợ anh thôi. Ui dồi ôi, chết thẳng cẳng luôn ạ. Cái này trình độ cao mới chơi được các bạn ạ. Tập trung. Ồ, ốc đấy chứa kia đấy á. Anh à ghê đấy. Anh đuổi ốc nha, ốc không bao giờ thoát được luôn. Sao anh đạp bên đầu em? Anh dùng rồi, anh đạp đầu em đâu. Anh đạp bên đầu em á. Lý do, gà thì bảo mình gà đi. Hương đâu rồi? Hương hít khói rồi. Hương không qua. Phải đợi Hương đi, Hương đợi em mà, em sẽ đến đây em đợi Hương. Em đợi đi, anh về đích trước đây, anh sẽ là người chiến thắng. Anh là người không biết nào, sống cùng đồng đội, là người không có biết đồng đội. Em nói đợi Hương, em chạy nhảy hơn cả anh. Đợi, đấy mà ốc mà đợi Hương, cái nghiệp quật. Đấy. Chạm rồi thì là chạm rồi, đi lại còn chưa chạm. Chạm rồi nó mới chết chứ. Em hít khói đi. Cái này ốc không... Anh cứ đẩy em á. Anh nhảy trước mà anh đẩy mà em chạy... đợi Hương này. Đấy, nhảy đi, nhảy treo qua. Không nhảy qua được chỗ này đâu. Ốc mấy cái chỗ nhảy này, ốc nhảy gà lắm các bạn. Ốc nhảy chéo chéo ra thì ốc còn dễ chơi, chứ ốc mà cứ nhảy thẳng là ốc kiểu gì rơi tọt xuống. Nó biết ngay mà. Đến cái bậc cuối rồi còn rơi. Nhìn thấy bên quê, nhìn thấy bên quê này đẹp trai quá, ngất ngây con gà tây rụng luôn xuống các bạn ạ. Really nigga. Rồi,
Ôi tí thì dục. Ê bây giờ là như nào đây? Nhảy thôi, như nào à, đâu. À nhảy à? Nó tưởng là nó lại bẫy mình. Nó bẫy kiểu như là mấy cái đấy nó thô, nó trong suốt không có nhảy được ấy. Bẫy thế thì chịu. ông gà vãi ý ý. À, trời ơi tại sao lại bị chết ở chỗ đấy cay thế nhở? Cái gì á? Ô. Ô, ô nhìn này em cũng đi được luôn này. Không chờ Hương à? Anh đúng là không có đồng, không có đồng đội ra gì. Ui cái này phải căn thật chuẩn, không là không làm gì được đâu. Ừ cái này phải căn chuẩn đấy. Yeah, nhưng mà không sao, vua trò chơi với cái thành là quá đỉnh của Chop. Anh chạy một phát về tới đích đây các ông ơi, sắp tới đích rồi ông ạ. Ok. Nào cho ốc chạy trước. Đấy, chấp luôn nha các bạn. Đây là anh bị con này còn chấp đấy. Chứ anh bị con này chạy là về tới đích lâu rồi. Ok, anh là nhất rồi. Đèn. Anh thì kinh rồi, Baby Thành. Thật kinh đi, Baby Thành là nó quá chất chơi người rơi rồi các bạn ạ. Không có gì mà còn cái từ nào có thể miêu tả được cái độ quá VIP pro của anh nhá. Ốc dụng cho mà xem. Thế mà ốc không dụng, ốc chơi hài phết này. Anh chạy, ốc áp lực ngay, bám sát luôn, chấp chạy trước luôn. Đoạn này anh cua như kiểu mình đi bộ luôn. Ốc á còn phải can can luôn. Nhìn chưa? Nhìn chưa? Hít khói chưa? Lại bảo Bích Quý Thành chơi gà đây, gái đây. Ủa gì đây? Hít khói chưa? Nào sai Saki đi Gucci. Rơi xuống Rơi xuống thì làm lại. Làm lại cua. Không bao giờ bỏ cuộc. Đi từ từ Saki đi ốc không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bỏ cuộc đâu. Đâu biến mất không? Rơi vào TV Man rồi. Nó biến mất không Bê Quý Thành? Không. Cái này sao biến mất được em? Ờ thế được. Được chưa? Sao nó cứ bị mắc cái bồn cầu á? Ê gà. Không gà, ốc cố rất là cố gắng mà ốc không chơi giỏi nhưng ốc là tấm gương vượt khó. Tấm gương thua cuộc. Tấm gương vượt khó. Tấm gương. Các bạn ơi, các bạn đã chơi đừng bỏ cuộc nhé. Rồi. Hít khói luôn. Ê, TV là sao bắt được tôi. Ê. TV ơi giời, mày quá tỉnh táo các bạn ạ, à. Không phải hy sinh. Có cái rìa đứng kìa, em chạy một mạch thế em chỉ có hy sinh thôi ạ. Rìa đứng ở đâu? Cái tròn tròn đấy, cái rìa đây này. Đơn giản mà, cho thấy chẳng có gì khó các bạn. Mình cứ chạy theo chiều TV xong mình đứng lên đây. Nó chạy qua thì mình chạy tiếp. Mình tới đích rồi. Đích rồi. Ông vẫn còn ở kia bị TV cắn. Ông ơi, này ai bị TV mẹ ăn thịt hết thôi. Không bao giờ qua được. Ông cứ nhảy hai cái, ông kiểu gì quá đà nhảy xuống rồi. Ok kìa, sao có TV ở đây. Ô, đoạn này là phải chạy TV nè. Ôi, lừa. Nó lừa anh mà. Lừa gì? Nó đang đi, nó chạy ngược lại ông ạ. Ờ, đúng rồi. Ơ đứng ra gì à, không là bị chạm cũng chết. Em là bị đứng ra gì à rồi. Ờ, nó lừa các bạn, nó lừa mình. Nó lừa mình, nó chạy ngược lại. Hiểu. Nhìn nó di chuyển kiểu gì sợ quá các bạn ạ, bị đi đây rồi. Chết rồi, nó chạy nhanh rồi. Ok, nó sẽ... À, nó sẽ chạy lại các bạn. Sao tự nhiên nó chạy nhanh thế? Còn một cái thôi. Để tập trung cái này, nhìn xem quy luật nó chạy. Con này nó chạy một vòng này. Con này nó chỉ chạy một vòng thôi à? Nó không quay ngược lại à? À đây rồi. Thế thì mình xin... Ui! Mình về đích nhé. Mình về đích nhé. Ôi giời, tuyệt vời.
Tuyệt vời, tuyệt vời. Bình tĩnh, tự tin. Quá được. Ôi, rồi. Ôi, nó quay lại. Trời ơi. Nó quay lại. Anh bị mấy lần rồi. Tên tên. Các bạn biết ai là nhà vô địch rồi nha. Bê Quý Thành đã tới đích rồi. Quá đẹp trai, cười quá hay. Và xứng đáng được bao nhiêu điểm nhỉ? Xứng đáng được 10 điểm. 10 trời điểm nha. Rồi các bạn ơi, vậy là các bạn biết là ốc là người thua cuộc nha. Ốc không thể vượt qua được ải TV này vì bọn TV nó rất là thông minh. Goodbye. See you. À không, không see you. Thế mình bồn cầu Quý Thành lắc đầu là người chiến thắng chưa? Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ bên Quý Thành vì bên Quý Thành đã là người chiến thắng và cũng như là để ủng hộ ốc là tụi mình sẽ làm thêm thật nhiều video mới. Rồi bye bye.